Tôi đam mê công việc decor cơ khí này là tầm được khoảng 4 năm. Và cái niềm đam mê này bắt đầu từ cái sở thích cá nhân là mình thích tạo những cái món đồ độc lạ, chế tạo những cái phụ kiện máy móc và từ đó tạo những sản phẩm mình thích, các khách hàng cũng thích luôn. Tôi tên Nguyễn Tuấn Anh, hôm nay tôi 37 tuổi. Để nói về cái công đoạn của cái công việc mà chế tạo ra những sản phẩm decor cơ khí này thì nó cũng khá nhiều công đoạn. Là ban đầu là mình phải đi tìm những phụ kiện của xe máy, ô tô hoặc những cái máy công cụ khác. Sau đó mình sẽ vệ sinh. Từ cái ý tưởng đầu là mình sẽ lên cái bản phác thảo 2D hoặc 3D thì tùy vào những cái mô hình, và bắt đầu tạo những cái khung 3D thật. Sau đó lắp ghép những cái bộ phận và chi tiết chính để nó có cái bố cục chính phụ. Sau đó là đến những cái cơ cấu chuyển động, đèn, điện, cuối cùng là sơn hoặc là mình phủ chống gỉ. Về tác phẩm ngựa này thì tôi có tên nó là ngựa Thanh Choi. Có khối lượng là tầm khoảng 30kg. Kích thước chiều cao nó tầm khoảng 70cm. Và cái thời gian tôi hoàn thành cái tác phẩm này là tầm khoảng 2 tuần. Đối với cái khó nhất là mình lựa từng linh kiện mà mình lắp ráp làm sao ra được cái mũi ngựa, cái đầu ngựa mà nó thể hiện được cái phần hồn. Cũng như là những cái phần mà mang này phải thể hiện được cái độ gân guốc của cái má của con ngựa. Cái đôi mắt thì mình lấy một cái tay dê của xe máy mình đặt vào, và trong đó là có một cái viên bi kim loại để tạo thành cái tròng mắt. Là lúc làm xong là đã sơn lên nhấn đỏ để có thể thấy độ dữ tợn của nó. Trong quá trình tôi khởi nghiệp, gia đình cũng không ủng hộ và bạn bè cũng không ủng hộ, tại vì nó rất là mới mẻ, mọi người cảm thấy nó rất là rủi ro. Làm xong cũng không biết bán cho ai, mà cái nghề nghiệp này là tốt thì ở Việt Nam đã có rồi. Kiên định với con đường mình đã lựa chọn, Tuấn Anh vay mượn bạn bè, cộng với số vốn tích lũy được, anh mua máy cắt, tiện, hàn, linh kiện xe cũ và bắt đầu khởi nghiệp. Mặc dù chưa từng học cơ khí, không giỏi kỹ thuật, nhưng anh lại có trong mình một tư duy logic tốt và con mắt nghệ thuật sáng tạo để tạo ra những tác phẩm cơ khí hài hòa về bố cục, khiến ai nhìn cũng phải thán phục. Từ các thanh sắt, ốc vít, xích tải của xe cũ, anh đã biến thành các sản phẩm bán giá từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Sau 4 năm như vậy thì ba mẹ và gia đình cũng thấy cái con đường mình lựa chọn đã gọi là đúng đắn, và cũng đã ủng hộ cái đam mê của mình tiếp tục, cũng như bạn bè cũng có những cái lời khen. Và một thông điệp là tôi muốn gửi đến các bạn trẻ bây giờ thì đó là một cái thông điệp: các bạn hãy kiên trì với mục tiêu của mình, đừng nên bỏ cuộc, phải vượt qua những cái khó khăn thì các bạn sẽ tìm đến thành công. Và tôi tin rằng cái ngành nghề decor cơ khí này sẽ là một cái ngành rất là mới lạ, được công chúng công nhận trong tương lai.